Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 3. Trước khi bắt đầu vào bài mới, cô và các em cùng nhau khởi động bằng một trò chơi. Trò chơi ong về tổ. Luật chơi như sau, các em hãy chọn một phương án em cho là đúng nhất thì chú ong của chúng ta sẽ bay đúng đường về tổ đấy. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Trò chơi ong về tổ bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, chúng tôi là những chị em, đều như những trái bóng tròn xinh xinh. Chị tôi đội mũ trên đầu, em trai rất thích bộ râu của mình. Đố em là những chữ gì? Em đã có câu trả lời cho mình chưa? À, có bạn đã chọn phương án thứ nhất là chữ O, O, Ơ. Chúng ta cùng xem kết quả nào. Vậy là chú ong của chúng ta đã bay đúng đường về tổ rồi đấy. Chúng ta cùng bước qua câu hỏi số 2. Nét thẳng bé thấy đầu tiên, móc xuôi thấy tiếp sẽ ra chữ gì? Em hãy đoán đi nào. Có bạn đã vừa lựa chọn cho cô đáp án thứ tư, chữ hờ. Chúng ta cùng xem kết quả nào. Ôi, thật là tiếc. Một bạn vừa lựa chọn phương án 2, chữ M. Ôi, chú ong của chúng ta lại chưa bay được về tổ. Một bạn vừa lựa chọn đáp án thứ 3, chữ N. Thật tuyệt vời, bạn ong đã bay được về tổ của mình rồi đấy. Câu đố thứ 3 dành cho các em. Một nét thẳng đứng nghiêm chào, trên thêm dấu chấm em nào nói ngay. Một bạn vừa lựa chọn cho cô đáp án thứ nhất, chữ R. Thật là tiếc cho sự lựa chọn này, bạn ong của chúng ta đã không bay được về tổ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là... Xin chúc mừng bạn ong đã bay về tổ của mình với đáp án là chữ Y. Câu đố thứ tư và cũng là câu đố cuối cùng. Nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì? Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Một bạn vừa chọn cho cô đáp án thứ tư, chữ cờ. Vậy là bằng ong của chúng ta đã biết đường về tổ rồi. Em nào đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi để chú ong có thể bay nhanh về tổ thì cô xin được chúc mừng bạn đó nhé. Tiếp theo sau đây, cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Các em có thấy có hai chữ M không? Em thích nhất là chữ M nào và vì sao? Các em thấy đấy, trên màn hình có hai chữ M. Chữ M bên trái là chữ yên hoa nét đều và chỉ có một màu đen, còn chữ M bên phải được trang trí bằng nhiều hoa văn, họa tiết và màu sắc sặc sỡ, bắt mắt. Các em có đồng ý với cô không nào? Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay đấy. Chúng ta cùng bước vào chủ đề 1, những chữ cái đáng yêu. Để học tốt tiết học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho cô một số đồ dùng học tập như sách học mỹ thuật lớp 3, giấy vẽ, màu vẽ, viết chì và tẩy. Cả lớp cùng đi vào hoạt động 1, tìm hiểu. Ở phần này, chúng ta có 3 nội dung nhỏ gồm quan sát hình 1.1 để tìm hiểu về chữ nét đều, quan sát hình 1.2 để tìm hiểu về chữ trang trí và quan sát hình 1.3 để biết được các chữ cái được trang trí như thế nào. Các em có thể quan sát trên màn hình hoặc xem sách giáo khoa mỹ thuật lớp 3 đều được. Quan sát hình 1.1, em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô những câu hỏi sau đây. Độ dày các nét của chữ nét đều như thế nào? Và dáng của chữ nét đều trông ra sao? Các em ạ, chữ nét đều có độ dày các nét bằng nhau trong một con chữ. Chữ nét đều có dáng cứng cáp, chắc khỏe. Chính vì vậy, chữ nét đều thường được áp dụng để làm các câu khẩu hiệu. Từ các chữ nét đều này, chúng ta có thể sáng tạo để tạo thành các chữ trang trí đấy. Tiếp
theo mời các em cùng quan sát hình 1.2 để tìm hiểu về chữ trang trí. Em có nhận xét gì về chữ trang trí? Độ dày các nét trong một con chữ có bằng nhau không? Chúng thuộc kiểu chữ gì? Các chữ cái được tạo dáng và trang trí như thế nào? Chúng ta cùng suy nghĩ nhé! Các em thấy đấy, các chữ trong hình 1.2 là những chữ trang trí, có các nét đều nhau hoặc không đều nhau, có chỗ to, chỗ nhỏ và được trang trí thật đẹp mắt. Những hình ảnh này cho ta thấy chữ trang trí có những hoa văn, họa tiết, đường nét, màu sắc tạo cho con chữ có vẻ đáng yêu, tinh nghịch và ngộ nghĩnh hơn. Sau đây chúng ta cùng quan sát hình 1.3 để biết được các chữ cái được trang trí như thế nào. Em thấy chữ nào được trang trí bằng nhiều nét cong, chữ nào được trang trí bằng những nét thẳng và chữ nào được trang trí bằng những bông hoa? Em hãy suy nghĩ và cho cô câu trả lời nhé. Những câu hỏi rất dễ đúng không các em? Vừa nhìn qua là chúng ta đã có được những câu trả lời rồi. Qua đây, chúng ta thấy để trang trí được một chữ cái, các em có thể sử dụng những nét cong, nét thẳng hoặc những hình ảnh như bông hoa, trái tim. Qua phần tìm hiểu bài, các em hãy ghi nhớ và đọc to cho cô những kiến thức sau đây. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng đi qua hoạt động 2, cách thực hiện. Cô mời các em quan sát thật kỹ đoạn phim sau đây và rút ra cho cô các bước để tạo nên một chữ trang trí. Sao rồi các bạn nhỏ, các em đã nắm được cách tạo ra một chữ trang trí rồi đúng không nào? Cùng xem các bước của em có tương tự với đáp án của cô không nhé. Đầu tiên em hãy chọn một chữ cái mà em yêu thích. Sau đó em dùng nét để tạo dáng chữ. Tiếp theo em sử dụng nét để tạo họa tiết cho con chữ. Và bước cuối cùng em sẽ vẽ màu theo ý thích của mình. Để giúp các em khắc sâu kiến thức về cách tạo dáng và trang trí chữ cái, cô mời các em hãy đọc to rõ phần ghi nhớ trên màn hình hoặc sách học mỹ thuật trang số 6 nhé. Để giúp các em có thêm ý tưởng để tạo dáng và trang trí một chữ cái theo ý thích, cô mời các em cùng tham khảo một số kiểu chữ trang trí thông qua trò chơi nhìn hình đoán chữ và một số sản phẩm chữ trang trí nổi bật sau đây.
Em đã muốn tự tay mình sáng tạo ra một chữ cái mà mình yêu thích chưa? Chúng mình cùng vào hoạt động 3, thực hành. Nhiệm vụ của các em như sau: em hãy chọn một chữ cái rồi tạo dáng, sử dụng nét và màu sắc để trang trí theo ý thích. Cô chúc các em có những sản phẩm mỹ thuật thật đẹp và sáng tạo. Em hãy giới thiệu, chia sẻ sản phẩm của mình với những người thân trong gia đình sau khi hoàn thành nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau. Tạm biệt các em.